Thưa quý vị và các bạn, Toán trí tuệ Superbrain là chương trình khơi dậy tiềm năng, phát triển trí tuệ thông qua công cụ toán học dành cho trẻ từ 4 đến 12 tuổi, kết hợp giữa phương pháp ngón tay FingerMath của Hàn Quốc và tính Soroban của Nhật Bản. Thời gian gần đây, nhiều phụ huynh cho con tiếp cận chương trình này để rèn luyện tối ưu hóa khả năng tính toán, đồng thời góp phần mang lại tư duy tích cực cho các môn học khác. Toán trí tuệ Superbrain nói riêng và nền giáo dục quốc tế nói chung sử dụng toán trí tuệ nhằm kích thích hai bán cầu não cùng hoạt động nhịp nhàng, tạo nên một thể thống nhất cân bằng, giúp trẻ có khả năng tính toán nhanh và phát triển tư duy. Con mình đi học nó còn một cái là nó không tập trung và tự tin, nên khi mà bạn đưa bé đến Superbrain Long An để học thì qua sự hướng dẫn của các thầy cô thì bé nhà mình nó phát triển rất nhiều về nó tập trung nè, tự tin rồi phản xạ rất là nhanh và ghi nhớ rất là nhanh. Đó là điều mình cảm thấy rất là hài lòng ở Superbrain và sự tận tình chỉ dạy của các thầy cô Superbrain Long An. Có mặt tại Việt Nam cách đây hơn 9 năm, hệ thống đào tạo Superbrain hiện có hơn 100 cơ sở trên toàn quốc. Còn tại Long An, hệ thống có 5 cơ sở tại các huyện Bến Lức, Đức Hòa, Châu Thành và thành phố Tân An. Riêng Superbrain Long An được thành lập và hoạt động từ năm 2017. Đến nay, cơ sở này thu hút được hơn 1.000 lượt học viên tham gia các khóa học, với 4 hoạt động chính trong chương trình giảng dạy là nhìn tính, nghe tính, tốc ký và luyện tập online. Giáo viên sẽ cùng học, cùng chơi với các bé để phát triển các kỹ năng cần thiết. Con với các bạn học toán cũng vui. Con thích cái phần mà cô giảng cái công thức cho con nghe. Và cô giảng rất là dễ hiểu. Đặc biệt, tại cuộc thi Superbrain quốc tế được tổ chức tại Thái Lan vào cuối năm 2019 với sự góp mặt của hơn 1.000 thí sinh đến từ 22 quốc gia trên thế giới, Superbrain Long An vinh dự có một thí sinh đạt giải nhì và 2 thí sinh đạt giải ba. Mình sẽ có một cái định hướng cho các bé mình có một cái môi trường vừa học vừa chơi và lồng ghép các phương pháp của Superbrain để giúp cho con có được 4 kỹ năng, đó là tập trung, tự tin, ghi nhớ và phản xạ. Từ đó thì con có thể là con học không những là điều học giỏi môn toán mà còn có thể là học đều tất cả các môn ở trong trường. Từ đó mình cũng có thêm là mình rèn luyện về nhân cách cho con để giúp cho con có một hành trang vững chắc để con vững bước vào đời. Mặc dù kết quả đạt được là đáng phấn khởi, tuy nhiên ở một khía cạnh khác, đối với độ tuổi vừa học vừa chơi, phụ huynh không nên lạm dụng bất kỳ phương pháp giáo dục nào để tìm cách nhanh nhất cho con học giỏi, mà cần chú ý đến khả năng riêng của mỗi bé để phát triển tư duy theo hướng phù hợp và hạn chế việc tạo áp lực học hành cho con trẻ.